Mình đó cũng rộng. Nó nhảy xuống, vừa nhảy xuống một phút con rắn nó bò từ 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 lên, nó bỏ nghề tới giờ luôn, bỏ thiệt luôn, không có đi thiệt nữa. Không đi thiệt mà dính chúng rắn hổ mây rồi nó dãy bị một phút nó ở dưới nước, một phút ở trên rừng á. Dạ. Rồi nó thiệt thiệt nó đâu nó thấy bị nó ở dưới nước đó mình đâu. Dạ dạ. Rồi giờ thì điện nó giật nó đó, rồi nó dãy nó tưởng con cá bự. Rồi bắt đầu nó rút lên một khúc từ 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 vậy, nó thấy bằng bắp bắp dế. Dế vậy. Bỏ tiệm tới giờ luôn, tụi nó đi tiệm. Trời ơi, thấy ghê. Còn đó, đó. Cái đó cũng bây giờ ông. Còn cái hang ở dưới này là cái hang hồi nãy anh chỉ đó là cái ông chỗ đó gắn hôm nay còn bự lắm hả? Dạ, chỗ lên tới này luôn. Mà gắn nó bự không? Của tụi thấy nó lớn nè. Dạ. Mà mười mấy năm nay rồi. Rồi sau này ông già tôi mới thấy nữa. Rồi sau lại người ta đi rẫy đó. Dạ. Yeah. Người ta thấy bài à. Vợ tôi mới thấy mới đây. Dạ. Yeah. Hả? Cái hang nó nằm liếp à hả? Ngăn hả? Hang cỏ bắp. Rồi cái ổ ông Bành Kỳ. Năm tới chưa? Ổ ông khổng lồ luôn nè. Nằm treo gieo ở trên cái hòn đá. Người ta... ta phá nó đi rồi. Hôm nay xuống khám phá hàng người khổng lồ dưới hang ông mây ở dưới cái hòn đá này nè cả nhà. Hòn đá hết thế lớn luôn. Hòn đá này bên chỗ bãi đá này người ta không dám đụng tới luôn á. Giờ tìm đường đừng đi xuống dưới đó quá sâu rồi. Giờ đi vô khám phá chỗ hang ông hổ mà cả nhà thấy điều kiều quyền diệu không, công nhận có phiến đá mỏng che. Là mấy trăm triệu mẹ chỉ mua bán, sau này xí nghiệp đá người ta vô á. Dạ. Người ta xây làm đá đó, người ta mới kêu bán rồi bán rồi chừa lại. Bán là chừa lại những cái dầu đá mà còn lại đây nè. Dạ. Bán cho mấy người. Đó, lấy đất á. Dạ có nhang. Đốt nhang đi. Có nhang. Dạ nhang vậy. Xưa là ở đây. Đây là đó này có mẹ không nè. Đây nè. Chia gặp nhau đó. Đây nè. Đây, ranh ranh đất ông Quang. Dạ. Yeah. Công nhận cái phiến đá này đã thiệt chứ.
vừa cái nóc nhà chứ đâu ơi. Y gan nóc nhà luôn á. Tôi nói ông bữa đó đó. Dạ. Ông nằm chỗ này cái với chỗ đó yêu cầu là 12 giờ là 11 giờ. Dám một chút ông thấy chỗ này nè, tôi nói đó. Dạ. Bán như người châu Phi vậy đó. Dạ. Chỗ này nè. Dạ. Mình lên ông vắng rồi ông nằm kia thử coi biết rồi. Nằm ừ, nằm đây. Nằm ngủ hồi là thấy liền á hả? Ừ, cái hang ở dưới đó, cái cục đá bự hồi nãy đó, cái chỗ này nè. Dạ. Bị tôi đẩy, tôi đục mưa, đục nắng ở đây không nè. Dạ. Rồi tôi nằm thường xuyên hoài đó, nhưng mà mình thường xuyên mình cúng đó. Dạ. Ông ở đây nè, mới ổng kêu chuyến bay bên đây, ổng cho bên đó. Đó, cái đó dạ. Để hồi xưa đó, cái bản đó đó. Ở đây. Nam mà cái bản để hồi xưa đó. Dạ. Rồi có cái ông đó lên đây, ổng tu nữa. Tôi cho ở thời gian đó là ổng về. Dạ. Muốn quẹo đi con. Trồng cây ngải á, cây ngải thuốc á. Ở đây trồng cây ngải thuốc á, bên đây là dưới đây tự đó xuống đó. Nè, chút chơi nữa không Nam? Dạ. Nè, còn chữ đó cậu, cái gì đó. Đâu có tật. Dơi nó, ban ngày đi đâu hết rồi. Còn chữ cái gì đó. Cái ngủ này, dơi nè. Phân đi tốt lắm nè hôm qua. Dạ. Phân tốt đi, tốt con về, con bỏ vô mấy cây băng chạy. Dạ. Yeah. Yeah, mà ngộ cái gì? Ba cấp đó. Dạ yeah, ba cấp luôn. Cấp. Yeah. Không? Ngộ quá. Phải leo đó được im gì đâu. Đó cái vụ đó cũng cao hơn chỗ này cao hơn chỗ đó nữa đó. Dạ. Ở dưới lộ nhìn lên nhỏ xíu à. Lên đây hết biết to luôn. À. Hang mây nằm dưới đó đó. Công nhận cái phiến đá này ngộ quá. Đẹp thiệt. Tự nhiên có phiến đá này úp lên đây. Ngộ thiệt. Có xi măng nè, ta ở hồi đó cho ta tu đó. Dạ. Hồi đó ai đâu bưng phiến đá úp lên đây không biết. Cái này rất chắc tôi vô bắn đá gì đó. Đó trong tôm đạn vô đây nè cậu. Dạ. Tôm đạn cũng vô đây. Cái lần nứt đó mấy ổng bắn đá nó tức á. Có. Hồi xưa tới giờ. Hồi xưa giờ vậy luôn á. Lúc chưa làm đá thì nó hồi xưa. Dạ. Hồi nay cái này động năm. Hồi nay cái này miếng này. Chào hồi xưa tới giờ. Dạ đây một miếng nằm ổng nè. Ô ô cái con gì mới bò vô. Đâu? Lúc vô trong rồi. Lúc trong hả? Ở đây cắt kè, cắt kè nhiều lắm. Cắt kè. Kè nó ở hang đó đó, tôi vừa bắt hoài rồi. Nè. Trời nó lên trên nữa. Lên trên ta chưa bắn hả anh Hoàng? Ừ, từ đây qua đây nè, đất xanh nè. Từ đây qua đó đó, đất tà xanh nè. Không làm chứng tao đó. Làm miếng này nè. Có mấy cái phiến đá mỏng mỏng. Trời này đó vậy chứ trời mưa chắc nát luôn cả. Đó thêm một cái này nữa nè. À. Cái đó cái này nữa nè, sao? Dạ. Ừ, sao này con tới đợi cháu mình. Ông nhìn ở dưới này nhìn lên y gan cái đầu con rùa. Y gan con rùa ngóc đầu lên đó vậy. Đi. Được. Rồi mời cả nhà đi theo mình với ông anh này đi xuống hang ông Đen. Đường này đi qua xuống luôn. Thầy đường này đi xuống hang đây hả? Ơi. Anh nói là ở dưới này là ông này còn sống ở dưới này. Ừ. Chuyện ổng còn ở dưới này luôn đó anh. Dạ, yeah, ở trong đó đó. Dạ. Yeah. Ở dưới đó mà chỗ qua tới trên này nè. Dạ. Tôi dám đi gần á. Dạ. Yeah. Đi tới đó hơi được nè. Mà cái chỗ này nhỏ bên kia mới bự. Dạ. Yeah. Ồ bên kia cái hang bự hơn nữa hả? Bên nào cái hang bự anh Quang? Bên suối bên kia á. Bên nào cái hang bự nè.
Hả? Màu xanh. Nè coi gà rừng nó bơi nè, thấy không? Dạ, gà rừng. Ồ, kìa, cái dưới đó có hang kìa. Ừ đó, tụi nó chỗ từ đó dưới đó tới chỗ qua tới hang tùm lum hết trơn cái nó đó. Dạ. Rồi nó rắn đó. Bự con hiện tại vài con đó. Ừ, 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 phút phút dưới á. Nói hiện giờ là gần tới là hôi tanh dữ lắm luôn. Bị ổng lên. Ổng là lên đây thường ổng gặp. Ồ ồ. Ổng không cho vô. Bị ổng thấy hoài. Dạ dạ. Để quay quay một cái hả? Ổng thường xuyên thấy gắn nó bò vô đây hoài nè. Vì gãy ổng ở đây. Đất gãy ổng ở đây cho nên ổng thấy hoài. Dạ không. Ôi ôi cái hòn đá dưới này ngộ quá nè. Giống cái dồi em dồi. Giống cái dồi em dồi xuống quá. Rồi đi đi lên hàng đó chú Hai ơi. Ông Năm cũng thích thích khám phá nữa nè. Ôi ôi. Chỗ này nó bự nè. Ừ. Đó, tụi nó tới lui đường này nè. Đi đường này hồi nãy đó. Dạ. Vô nè cậu Năm, vô đây. Cậu. Đường này lắng lắc nè cậu. Thì đường đó. Đường ông bỏ. Kìa lắng lắc kìa. Ờ đường đó chỗ xuống Mỹ Mỹ ở dưới luôn á. Cái đường ông đi á. Công nhận nó rộng luôn nè. Cậu ơi có bàn thờ. Dạ. Vậy là hồi trước có ai ở đây tu à? Ông cà xanh á. Dạ. Cà xanh ổng qua đây ổng phúc đó. Cậu ơi gọi đây coi cậu. Không phải hoài đó, ông chủ rỗi này nè. Xin cái dĩa này, cái dĩa hồi xưa. Dạ. Cái dĩa này của ông bà xưa. Phúc nó hết trời. Ông chủ rỗi này nè. Có cái hốc hàng trên đó nè. Ừ đó, đẹp lắm. Sao mấy chỗ này lắng lứt ha. Dạ, dạ. 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 Ông bò ra vô đường này. Đó nghe, cái này nè, dĩa này nè. Này là ở trong đó có luôn hết trơn màu. Trước qua Bình Lận đó hồi chào Pháp tới giờ đó. Đấy, mới đây đâu. Hồi chào Việt Minh đánh Pháp đó. Đúng rồi đó. Cái này hồi xưa nè, còn cái dĩa này nhiều lắm, ở chùa nhiều lắm mà thứ này không nè. Giờ mất hết rồi. Còn cái hàng ở dưới đó nữa hả anh? Ừ, đừng đi đó. Ở dưới đó hả, đi không được hả? Bây giờ đi được nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Ba cái thú vậy thì nó rảnh. Ở đây lưng lắm mà cậu ơi. Đó người ta thấy hoài. Bên kia cũng thấy hoài. Kệ xuống. Xuống cho tôi thấy một cái coi. Cậu ơi, mình muốn quay sao mà đừng cho người ta bắn đá chỗ này nè cậu. Để cho thiên nhiên đó. Đặng cho mấy biết ông chiến tranh đầu còn đây nè. Cái người chiến tranh hồi xưa đó. Rồi con chút nó mồi hàng kìa hàng. Hàng mối á. Con chút hả? Ừ, nó mồi hàng hàng mối đó. Đó, đó. Chị sao? Đó, đó, ừ. Nó mồi đó. Mồi đẳng hàng mối á. Dạ. Đi xuống, cầm nước xuống chú ơi. Đi, mình đi xuống qua hàng bên nào. Đi, tôi dẫn, đi vô lần nữa là vô sau chút gặp á. Cái để mối đá nè. Dạ.
chỗ đó làm sao bây giờ đi xuống mà xuống đó đặng mà vô cái hang đó được. Dạ. Wow, chụp hình coi coi mấy anh em, chụp hình coi coi. Tiếp tục lên đường. Tự nhiên có mấy cái hòn đá ở đây. Ồ, oh, mấy cái dấu đục đá kìa. Đục đá đó, tao không cho đó. Sau này nhà nước cấm nè. Ồ. Có cái hang luôn. Có cũng như là cái vườn nhà. Ồ, cái này mới bươi nè. Bởi vì mới gái đó. Để xuống đây quay cái này coi. Lúc ở dưới. Ở đây có mấy cái hòn đá. Giờ gần mới gái đang chạy. Dễ rồi. Cái dấu đục đá mà còn. Có sự cố gì nó rồi nó bỏ rồi. Chú hai bữa nay đội nón lá nè. Giống chào người. Chào quý khán giả. Chào quý khán giả. Rồi, ngày nay khỏe. Khỏe. Đi tìm ổng có thấy. Có một chỗ tìm thấy đó mà không mấy ổng không cho vô. Cái đó bữa nào con chú đi. Đường rừng không? Cái bả lo làm ăn mua bán rồi. Cái hồi xưa bả còn chữa lắm. Mấy chị tôi á. Chài rồi đánh tự cho núi xuống không à. Ồ, rồi, thứ ghê quỷ chân thứ vàng sổ trên núi á. Dạ, hồi tà đi đi. Hồi xưa hả con? Đâu con khỉ đâu. Đâu con khỉ đâu. Đi giờ đi đó mất tiêu rồi. Dạ. Lẹ lắm, nó chuyền chuyền đi rồi. Quay không kịp nó đâu. Đá hấp dẫn không? Đi gan cái động may quá đá. À, cái hòn đá ở dưới lú đầu lên.
thiên nhiên, ở đây còn hoang sơ. Có cái hòn đá đó giống ông May cũng lú đầu lên. Dạ, mấy cái hòn đá này ngộ nè. Nè. Ngộ thiệt. Mấy cái hòn đá này nó có cái hình hài. Đó vậy. Cái hòn đá này nè mới ghê. Hòn đá này chữ có chữ. Chữ gì vậy? Mình đâu biết. Nhìn không ra. Nó có hình vuông. Rồi tiếp tục lên đường. Hòn đá này gan đầu không may. Hòn đá này đẹp. Dạ, yeah, giống rùa nằm. Đầu đó. Dạ, yeah, cái đầu nằm đó. Ở đây còn thiên nhiên. Quảng sơ. Chưa ai khai phá nè. Yeah. Cái này hạn hán cái nước suối khô gan luôn. Phải không, có cái nhánh xài đó chụp cái 3-4 tầng hòn đá nó đẹp, quá đẹp luôn. Phải đừng có cái nhánh xài này nè, thấy rõ đẹp lắm. Wow, ở bên đây nè. Có cái hang ở trên đó rồi. Wow, cái hang. Wow. Chui vô này để nói cái mèo không cho vô. Đi xuống nè. Quay coi thấy gì không? Hàng này quá bự. Ồ, gỗ rộng luôn. Nãy con tưởng ông không có vô, con lấy con cái đèn à.
gọi đường ra. Dạ. Tối thì mình đó tung động. Ở đây cái hòn đá này ngộ quá chú ơi. Ừ. Như cái đầu ấy ha. Nó có sọc luôn. Bên kia còn rộng nữa kìa, mà qua không được. Cái này mùa hạn hán nó khô gan nè, không có nước. Ở dưới đó có cục đá có y gan là cái đồ đâm 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 tiêu đâm cua vậy đó chú hai kìa. Còn do đó ha. Còn do mà khúc nó dài hơn gan. Dạ. Rồi đi dài chú hai. Ông đi trước đi. Con gọi cho ông thấy đường đi. Có vô tới gãy cây không ha? Dạ. Có cái hang đi vô nữa không? Có. Có sao đi vô sâu lắm không biết tới. Sâu đi tới trên hả? Ông đem thui đó. Đây nè. Ông đem thui ở đây đó. Ông giấu người đó. Ông giấu người đó. Dạ. Ông giấu người ông ở đây đó. Ồ. Người mất gì người ta lại cúng cúng đây không. Vậy là cái ông đen thui người rừng đã kêu người rừng đó hả? Có thể thương lâm đó mà. Ờ khổng lồ. Là ông ở đây. Dạ. Là cái này cái chỗ là ông coi giáo người ta giáo ập bốt đó. Người ta ưa giáo người ta lắm rồi người ta lấy nải chuối rồi cúng rồi ông đi thấy rồi. Dạ, yeah, là ngay chỗ này luôn hả? Ừ, còn cái chỗ hồi nãy đó là cái ông tôi nói người Châu Phi rồi gì đó. Dạ. Yeah. Người đó là ông đó không có làm gì ai đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Còn cái ông giấu người là ở đây. Đây. Ở chỗ nhà ta ở đây nè, lên hết trơn. Hai ông đó hả? Hả? Yeah. Hai ông đó hả? Ừ, hai ông. Là ông kia riêng cái chỗ mô bánh đó đá cao hồi nãy. Dạ. Yeah. Đúng rồi, hào mô ấy ta. Nè. Ở cái hào mô. Mô mùng. Dạ phùng lơ bánh đó. Mô bọc. Mô mùng. Cái miệng hang. Đi chỗ ông chú tể xung quanh đó là ông. Là ông đi theo con thú đó. Ừ. Con ngọt con heo đi thẳng đi hết luôn đó. Ừ. Cái hào luôn bởi vì chú tí. Mà thôi. Không đó hả? Prey đó, không đó hả nè, nông prey đó nè. Mơ thay ra xa kha đầu prey ấy nó tâm phi. Dạ. Cái động hổ xây vô cái miệng hang. Đó, cái hòn đá đó. Dạ. Ngay rang miệng hang luôn, ngay rang luôn. Cái hòn đá này nè. Cái hòn đá này nè, ông nhìn đi gan cái động gắn. Ở trên cái nóc đầu trên cái sọ đầu ổng nè, cái hình tam giác nè. Thấy không? Cục này nè, cái mỏ đi xuống nè. Đó, y gan luôn nè. Chúa tể là ổng lớn nhất cái rừng, cái mấy ông cọp, ông gì, ổng lớn nhất cái
này của bà Thanh này. Là ổng về đây nè, ông đó là ổng về đây. Dân ta thấy, còn ở trên khác thì ta đâu thấy. Ở chỉ trên là đó là mình làm vườn làm rẫy. Không có cái hòn đá đó. Đi gan luôn. Ngón gì gan cái miệng gan. Lấy cái dĩa đó là ông đó đó. Người châu người y gan người châu phi vậy đó. Châu phi còn này là chúa ta. Là cái này ông bư nói giáo người ta hoài là ở đây. Hai chỗ lận. Đi. Xuống đó trước mặt anh này nè. Phải có mình với chú hai không là đi luôn rồi đó, đi vô vô trống luôn rồi. Ở trên kia là chỗ mấy ông cách mạng. Trên đó anh đang cách mạng, anh trống á. Chứ hai ông chỗ nào đó anh quan. À, nhìn y gan đầu ông hổ. Công nhận cái hòn đá này đẹp thiệt ha chú hai. 4 miếng. Ở trên 4 cục. Dạ, ở dưới 1 cục. Ở trên 4 cục. Dạ. Ngộ thiệt. 5 cục. Ngủ hổ đó. Ngủ hổ. Bởi vì ông dòm vô cái miệng hang đó chú hai. Dòm vô ngay miệng hang luôn. Ở trong cái hang đó đó. Ông lũi vô chút có nước đó. Dạ. Yeah. Ừ mà đừng có vô đi. Lò hãng này đó là đi nước khô rồi ta xuống uống nước á. Dạ. Lỗi mẹ ông xuống lỗi vô lỗi vô. Chui vô sao vừa. Đi không đi được cái đồ đâu có vô nó được. Mà nó lũi mình nó vừa cái mình. Dạ. Đưa nó xuống nhà coi. Ta ném không? Dạ nó ở đó là nó ra cái hai con nó dở đậu lên vậy ha. Rồi người ta làm ruộng đây đứng đằng xa coi nó rồi nó lũ vô trong đó vậy trong lùm đó đó. Dạ. Mà lùm đó có hang tôi ở rải tôi ở đó nữa đó. Bán cho người ta đó. Đâu đi lại đó quay cái coi cái hang đó thử. Được. Bà lớn nhấp hết trơn nè. Dạ. Ừ. Đó ở trên rừng ông đi là bà lớn nhấp hết trơn á. Nó không có thèm vô hang nữa, nó ở trên rừng đó không đó. Dạ. Nó đẻ á. Ngồi đây nghỉ chút đi cho nó mát. Nghỉ chút đi vậy. Mà nó không làm gì mình đã rồi lúa người ta chanh bành hết trơn. Nó mới chậu rồi nó lũi hai cái nó bò lên đó. Nó giỡn nó ra nó quậy lúa bành chạnh chờ. Ừ. Mà nó qua cái miếng ruộng đó không à, khâu dòng đó nó không có đi. Dạ. Yeah. Nó ra miếng ruộng nhỏ đó gọi lên. Ừ. Dạ. Yeah. Rồi con tôi nó giữ bò đó, nó thấy nó lột chỗ đó nó làm cái xỏ tới ra trên này luôn nè. Cái nhỏ này nó đi giữ bò về đó. Nó xỏ à sầm nọ quên á. Cái giò nó lột đó, nó xỏ trong cái chân nó qua tới đằng này nè, xỏ vô luôn ông. Nó sao mà lụm cái này nó đau dữ nó lụm đó đó. Nguyên cái da gắn luôn á hả? Ừ, nó lột á. Dạ. Về vô vườn nhà Poly á, chụp cái hang đó nữa. Sao hè chùa hang đó. Đi. Ôi, phải được lên cái hang đó hả? Không, được đâu, bây giờ bạn cùng tay nhấp. Đi tôi bán rẫy đó kia xí nghiệp đi, tôi đi đường đó đó. Dạ. Đi chút xíu thấy hai con á ông. Chỗ cây chuối hai cây đó đó. Chút xíu mà thấy hai con đó ông tính đi. Dạ. Nếu có đi quay thì một là trời mưa ban đêm nhiều quá, trời mưa mà nước mà có cái đường nước chảy thiên nhiên á, tính đi qua bên cái hang mây đó đó, nó không cho đi. Ông la bên đó còn sống rắn nhỏ nhỏ nhiều lắm, còn rắn bự thì hai con khổng lồ bên đó, còn rắn nhỏ nhỏ thì nhiều lắm, giờ ông không cho qua. Bữa nào đi với chú hai nên thì quay lại cho cả nhà xem. Hôm nay đi con sống. Ồ, ở nguyên cái loại án đây luôn nè. Dạ. Ồ, vô đẹp kìa. Nguyên cái bãi đá đẹp hết biết rồi. Tắm rồi mới làm nè, từ năm 95 nè. Đi 2015. Ừ, cái đó người ta để giặt đồ giặt gì đó. Này cái hố này để giặt đồ. Cái này hồi xưa là nó vuông không à, ba cái giếng thế này là làm chỗ giếng cũ nè. Ồ, trong gieo dưới nè. Nước là nước ở dưới một. Lui lên đó.
đó ông Năm đi đó thì gặp liền đó, mà bự cái nó ở trong hang còn mấy con nó nhỏ nhỏ đi gặp liền. Cái nhà thì mới nay vô khám phá sao cái hòn đá chiếc thuyền mất nhã nè. Dạ. Đó đâu, cái đó không có hang. Cái này có chút xíu à. Ồ, có chút xíu à. Dạ. Ở đây cái bãi đá này sập bon luôn nha. Cái này là hòn đá, hòn đá chỗ chùa hang nè, như giống chiếc thuyền đó cả nhà. Này mình ở sau lưng nè. Nhưng mà ở sau lưng này không có hang. Dạ. Dạ. Mình lái chùa hang. Dạ, dạ. Dạ. Ngộ quá. Hòn đá này ngộ quá. Có cái ảnh. Có cái ảnh vậy đó. Phải leo lên đó im được, im quá ha. Dạ. Này cái lái thuyền. Đá bàn. Giờ thầy tự ở đâu? Dạ dạ dạ. Yeah. Ý ở trên đó là xây gì đó? Xây chỗ thờ hay chỗ phượng gì đó? Nó có gạch xây đó, nguyên cái bồn hay gì đó? Dạ. Yeah. Chiếc thuyền sau lưng chùa hang. Nhìn chiếc thuyền ở cả nhà, hồi nãy mình quay dưới đuôi. Ý ở trên này có cái mộ hay? Ồ, cái mộ ở trên này. Dạ. Nguyên cái hố ở chỗ này lấy đá hay vậy cô? Dạ. Yeah. Rồi đi ra chú Hai. Bởi vì cái hòn đá này ngộ thiệt. Nó ở dưới thuyền đó ha. Mà to nữa. Cũng như ổng bay từ đâu xuống thuyền á. Dạ. Xuống đây nè. Đậu đây luôn. Nó ở trên núi mình thấy đó không? Dạ. Dính liền nhau không đó. Dạ. Chiếc thuyền rồi nè.
It's high.